Hello anh em, hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series Cell Synpad. Sẽ mở hộp cho anh em hai model, một là model Cell Synpad P11, ở bên China thì người ta gọi là Cell Synpad, còn phiên bản quốc tế thì người ta sẽ gọi là P11, và một chiếc là Cell Synpad Plus. Nhìn bên ngoài thì anh em cũng có thể thấy được là cái model Plus này nó đóng hộp dài hơn rồi đấy. Tuy nhiên là để mình mở hộp ra xem bên trong nó khác nhau như thế nào. Hai model này thì bên mình hỗ trợ anh em cài ROM quốc tế, ROM tiếng Việt miễn phí ngay khi bóc hộp. Anh em bóc hộp xong chỉ cần chờ 10 phút là bên mình có thể cài ROM quốc tế xong xuôi rồi. Đây là model Cell Synpad, model rẻ nhất trong cái dòng Cell Syn series của năm 2021. Trong hộp thì hãng cũng đã tặng kèm anh em củ sạc và cáp sạc rồi. Củ sạc của con này là A2C và có công suất là 20W. 20W thôi anh em ạ. Ok, để qua một bên. Nó còn có một cái siêu ở bên trong này nữa. Cách đóng hộp thì dài hơn, to hơn, nhưng thực chất thì máy nó cũng bằng nhau thôi anh em, đều là 11 inch cả. Model này thì hãng người ta có tặng thêm một cái jack chuyển đổi Type-C to 3.5 tương tự như phiên bản Pro.
Củ sạc trên cái phiên bản Plus này chỉ là 18W thôi anh em ạ. 18W và kết nối là A2C. Không hiểu sao mà bản Plus hiện tại là cái củ sạc có công suất thấp hơn so với cả bản thường. Tuy nhiên là chỉ thấp hơn có 2W thôi. Hiện tại thì bản Plus này hãng chỉ sản xuất một màu trắng thôi. Còn phiên bản thường và phiên bản Pro thì lại chỉ có duy nhất màu xám. Về màu sắc thì tùy thẩm mỹ thôi. Mỗi anh em thích một màu. Màu trắng này nó cũng dạng là trắng nhám, nó cũng không bám bẩn, không bám vân tay. Đây là máy nguyên bản của nhà sản xuất, nó chỉ có tiếng Anh thôi. Về thiết kế tổng thể của hai em này thì nó cũng tương đồng nhau, đây là các cạnh của máy nó cũng giống nhau anh em, bốn bên nó đều giống nhau. Tuy nhiên là cái bên trái này là bản thường, còn bên phải là bản Plus. Nhìn chung nó không có khác biệt nhau nhiều đâu anh em ạ. Điểm khác biệt chỉ đến một chút từ camera và con chip. Còn màn hình rồi thiết kế nó giống nhau thôi. Phần mềm thì cũng tương tự thôi. Phiên bản P11 này thì chạy chip Snapdragon 662, trong khi bản Plus thì chạy Snapdragon 750. Về hiệu năng thì con chip 750 này nó cao hơn 662 khoảng đâu đó khoảng 20 đến 30% anh em ạ. Tức là nó mạnh mạnh hơn kha khá đấy. Phiên bản P11 này thì có bản có phiên bản là 464 GB và 6128 GB, trong khi bản Plus này thì chỉ có duy nhất một một phiên bản 6128 GB. Thực ra mình khá thích cái màu trắng trên cái con Pad Plus này, còn cái màu xám này thì nó hơi tối tối. Ok, sau đây mình sẽ tắt video đi và tiến hành up zoom tiếng Việt cho cả hai model. Tiếp tục video thôi anh em. Và đây là thành quả sau khoảng 2 tiếng vật lộn với em nó. Cài zoom cho hai model này nó khá là khó khăn. Không hề đơn giản anh em ạ. Tốt nhất là anh em để cho các shop người ta cài ROM tiếng Việt cho. Bên mình thì cài ROM tiếng Việt miễn phí cho anh em mua hàng. Còn
Một số anh em mua hàng ở các shop khác mà có nhu cầu làm dịch vụ thì cứ liên hệ với mình qua Zalo. Ngay trong quá trình khởi động này thì anh em cũng có thể thấy được là cái con chip Snap 875 con chip Snap 750 trên cái Pad Plus này thì nó khởi động nhanh hơn so với cả chip 662 khá là nhiều. Tuy nhiên là với nhu cầu dùng cơ bản, không yêu cầu quá cao về tốc độ hay là chơi game thì con 662 này cũng hoàn toàn có thể đáp ứng được cho anh em rồi. Và sau đây là phần thông tin của máy. Mình sẽ test thử cho anh em xem loa của hai model này có sự khác nhau không nhé. Wow, cái gợi ý của nó lại khác nhau. Để xem nào. Nhìn chung thì hai model này chất lượng âm thanh của nó cũng tương đương nhau thôi. Nếu anh em nghe tinh ý thì cảm thấy là cái con Plus này nó ấm hơn một chút xíu, nhưng mà nó không rõ ràng đâu ạ. Còn về màn hình thì nó sáng hơn một chút, và cái màu trắng này nó hiển thị tốt hơn so với cả cái Pad 5 cái Samsung Pad thường này. Chỉ là một chút thôi anh ạ. Rất là khó phân biệt. Cái mặt lưng xám này cũng tương đối bám vân tay đấy anh em nhé, chứ không phải màu xám là không bám đâu. Đây em có thể nhìn này. Ok, như vậy là mình đã cài đặt hoàn tất hai phiên bản trong tiếng Việt cho hai máy Plus và bản thường. Hiện tại thì model Samsung Pad có hai phiên bản, bản RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, giá khoảng tầm 4 triệu.
còn phiên bản cao hơn là RAM 6GB, bộ nhớ 128GB thì giá khoảng 4 triệu tư, 4 triệu rưỡi, chênh nhau khoảng 4-500 cho 2GB RAM. Còn cái model Pad Plus này thì chỉ có duy nhất một phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB và giá nó khoảng 5 triệu rưỡi anh em ạ. Khá là ổn cho nhu cầu giải trí cơ bản. Nếu anh em không có những yêu cầu quá cao, quá khắt khe về một chiếc máy tính bảng thì mình nghĩ hai model này khá là lý tưởng. Ok, anh em có nhu cầu đặt hàng thì cứ chat với cả bên shop qua số điện thoại, qua Zalo, số điện thoại là 0969 629200. Hoặc anh em cũng có thể là liên hệ qua Facebook. Em có thể truy cập vào shipmobi.net và bấm vào biểu tượng Facebook thì nó sẽ dẫn đến link Facebook của shop. Chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo.